Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em thâu một số cái đồng coin chạy trên nền tảng BNB để cho tất cả anh em x5, x10 có thể x đến 100 tài sản trong tương lai nha tất cả anh em. Thì để trước khi mình hướng dẫn các bạn, và mình đã thông báo cho tất cả bạn là trên kênh mình có một cái video hướng dẫn nhận token BA đó các bạn. Thì hôm nay nó đã phân phối về sàn LAV token rồi các bạn. Và hiện tại con BA này giá nó khá là thấp các bạn, nó bị tụt giá rồi các bạn ơi. Bà cháu phải phân phối về cái 2-3 ngày trước là ngon lành tình đầu rồi. Tiếp tục thì các bạn có thể copy con chat cái phần link mô tả của mình, hoặc là các bạn nào copy không được thì các bạn cho vào kênh Telegram group của mình, các bạn copy con chat này nha các bạn. Đây thì những cái đồng coin này rồi bạn sao chép con chat của nó các bạn, 0559 các bạn nhớ đầu đuôi, rồi các bạn mở địa chỉ với BNB Smart Chain của tất cả các bạn nha. Chúc lét các bạn nha. Rồi các bạn cần phải có một chút phí mạng BNB nha các bạn, đi làm phí ga các bạn, tầm cỡ khoảng 0,5 đô ạ. Rồi bạn chỉ bấm gỡ nữa các bạn. Các bạn bắt con chắc người nhận nó vào rồi. Các bạn kiểm tra đầu đuôi cho chính xác các bạn. Rồi các bạn bấm vào không. Rồi bạn bấm tiếp tục. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ thôi nha các bạn. Rồi khoảng 0,49 đô, 0,5 đô ạ. Các bạn có rồi, tiếp tục thì các bạn mình đã nhận được các bạn 10.000 token SMXL nữa bạn. Những token này mà trong tương lai nó các bạn có thể lấy từ x5 x10 từ tài khoản nữa các bạn. Rồi bạn chỉ bấm mở ra nè các bạn. Thì các bạn đã nhận được 100 token 100.000 token MXL nè. Tiếp tục thì con thứ hai nha các bạn. Thì mình test cho các bạn. Còn thứ hai thì các bạn cũng copy con chắc các bạn. Con token mình nhận được là token Rover nè các bạn. Thì các bạn cũng thao tác cũng như con đầu tiên nha các bạn. Thì các bạn cần phải có một chút phí mạng BNB nha. Cái này như mình bỏ ra vài đô các bạn sẽ giấy số vậy. Rồi sau này các bạn trúng số vậy. Rồi các bạn bấm tiếp tục nha các bạn. Cũng 0,49 đô nữa các bạn. Phần khoảng 0,5 đô. Rồi tiếp tục các bạn cũng gỡ các bạn. Bỏ cái này đi. Chờ anh thực hiện giao dịch chút xíu nữa các bạn. Ok, mình đã giao dịch thực hiện thành công các bạn. Thì các bạn cũng copy cuốn sách các bạn bắt ở đây nè các bạn. Các bạn mở ra nè các bạn. Rồi bạn bắt đáp ra nè. Thì mình đã nhận bao nhiêu ta? Mình cũng đang nhận được 100.000 token Rover nè. Tiếp tục con thứ ba nha các bạn. Con thứ ba là nhận token Setify nha các bạn. Thì các bạn cũng copy con chắc nó nè. Thì các bạn có thể dán cái video của mình lên trình duyệt Google, các bạn copy, hoặc là các bạn vào kênh Telegram group của mình nha các bạn. Và các bạn copy con chắc các bạn. Không không nhân bye bye, các bạn nhớ đầu đuôi các bạn, để chỉnh đầu đuôi là các bạn tôi mạng à. Rồi nãy giờ chưa một đô các bạn, khá là rẻ luôn các bạn. Bạn bắt để chị người nhận ở đây nè, bạn bắt số lượng bạn cũng chọn không các bạn. Cho bạn tiếp tục. Rồi phi ga cũng không trăm 49 đô, sao phi ga này cao vậy ta? Quốc luôn. Phan đang thực hiện giao dịch các bạn ơi. Sao không thấy gì hết ta? Để qua con chắc năng coi. Set TV nè, các bạn đã nhận được chưa các bạn? À, hồi cũng đã nhận được 100 tóc cần Set TV nè các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim tóc cần đến đây không kết thúc nha. Mình chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.